Hello, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thử loại 8 game. Các bạn của mình phá từ cái đầu tiên nha. Let's go. Còn 8 bước tiền nữa thôi, mình sẽ lên trên tầng 2. Ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái thứ hai. How of Slender đi nào. Thank you.
đây các bạn sẽ đi tìm 8 màu giấy, và khi đủ 8 màu giấy các bạn sẽ lấy được một chiếc chìa khóa để xuống dưới tầng hầm. Và đâu đó thì khi xuống dưới tầng hầm lại tìm kiếm món đồ tiếp theo và tẩu thoát khỏi ngôi nhà màn. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang tầng thứ ba, Slenderilla The School.
Ở đây khi đủ 8 món đồ, các bạn sẽ đi xuống dưới tầng 1. Sau đó thì sẽ lắp 8 món đồ đúng không ạ? Còn thiếu 1 món đồ nữa. 2 món đồ nữa. Mình sẽ lên trên này xem có món đồ nào không. Khi đủ 8 món đồ thì các bạn sẽ lắp vào đây. Ok. Còn một món đồ thì theo mình nghĩ sẽ ở trên tầng 2 và nằm ở dãy hành lang bên kia. Và các bạn sẽ lên tìm kiếm tiếp. Ok. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tầng thứ 4. Surrender đi nào. Giờ xem lại. Ở đây các bạn sẽ phải đi tìm kiếm tất cả 8 quyển sách, sau đó thì sẽ quay về vị trí ban đầu. Và các bạn sẽ thoát khỏi như này. Thoát khỏi một mê cung ba. Và trong này rất nhiều căn phòng. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tới kênh thứ 5, Surrenderia 2D. Từ game này thì khi các bạn vào căn nhà này trú mưa và lúc các bạn ra thì các bạn không thoát được, và lúc đó thì các bạn lại phải tìm cách thoát bằng một con đường khác, đó là tìm một con đường hầm. Thank you.
Oh my god. 2475. Sau đó thì các bạn sẽ mở mã số ra. Sau trong két đó có một đoạn dây điện. Các bạn sẽ lắp đoạn dây điện đó vào thì các bạn sẽ đi được chiếc cổng thang máy. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang được cái tiếp theo. Slenderina, Asylum. Thiếu rất là nhiều chìa khóa luôn. Ở đây các bạn sẽ đi hai dãy hành lang, sau đó thì tìm kiếm tất cả 8 tờ giấy, sau đó thì sẽ hoàn thành game và thoát khỏi đây. Thoát khỏi một bệnh viện ma. Nếu cả cửa nào chưa mở được thì các bạn sẽ dùng những chìa khóa đó để mở ra. Khi tìm hết dãy hành lang bên ngoài, các bạn sẽ đi vào dãy hành lang bên trong. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo. Slenderia, The Forest.
sau đó tiếp tục đi tiếp đến tòa nhà tiếp theo. Các bạn dùng cái này để mở những chiếc hộp ra. Các bạn cần 7 chiếc khóa để mở ra. Ok, tìm đủ 7 chiếc khóa nào. Và còn 2 chiếc hộp mà vừa nãy mình nhìn thấy nhưng mà mình chưa có cái này để mở ra. Các bạn sẽ quay lại và mở 2 chiếc hộp nữa ra, là còn 2 chiếc khóa nữa. Và còn 1 chiếc nữa sẽ ở gần xung quanh ngôi nhà này. So, ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Slender đi nào, rồi sẽ là 2. Oh my god. Chúng ta làm không thể chạy được. Ok. Lại nào. Rồi, bắt đầu. Đi thẳng thôi, không đi đường vòng nữa. Ok, mình sẽ phát dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.